Vì cái hạnh phúc lợi ích cho chư thiên và loài người nên Đức Phật đã thực hiện một cái chuyến du hành lên cõi Phạm Thiên để độ các vị Phạm Thiên, cho nên gọi là kinh Phạm Thiên cầu thỉnh. Thì Đức Phật kể lại cái câu chuyện như vậy. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anathabindika. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Một thời, này các tỷ kheo, ta ở tại Ukatha trong rừng Subhagavana dưới gốc cây Tana Vương. Lúc bấy giờ các tỷ kheo Phạm Thiên Bắc Cá khởi nên ác tà kiến như sau: Cái này là thường, cái này thường hằng, cái này thường tại, cái này là toàn diện, cái này không biến hoại, cái này không danh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này ra không có một cái nào khác hơn. Này các tỷ kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của Phạm Thiên Ba Cá như người nực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay coi lại cánh tay duỗi ra, ta biến mất ở Ukatha rừng Subhagavana dưới gốc cây Tana Vương và hiện ra ở cõi Phạm Thiên ấy. Này các tỷ kheo, thì đây là cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại về cái tâm của Đức Phật biết được tâm của một vị đại Phạm Thiên. Cái vị đại Phạm Thiên này là vị đại Phạm Thiên Bác Cá, và vị ấy có một cái ác tà kiến, có một cái tư tưởng. Vị ấy tuyên bố với mọi người rằng cái cõi Phạm Thiên mà vị ấy đang an trú, đang ở ấy, thì cái cõi Phạm Thiên này thực ra nó chỉ là cái cõi sơ thiền. Vị ấy là đại Phạm Thiên. Và cái lịch sử, cái sự tích của cái vị đại Phạm Thiên Bác Cá này thì đó là do một cái kiếp xa xưa rất là lâu, vị ấy cũng sinh ra ở cái cõi người này và đã thực vị ấy đã trở thành một vị ẩn sĩ tu tập thiền định, đắc được tứ thiền bát định, có được năm cái thắng trí, có được cái thần lực, có cái thần thông lớn. Vị ấy có một cái am ở bên cạnh cái dòng sông Hằng. Khi vị ấy tu tập ở đấy, vị ấy có những cái năng lực thần thông như vậy, và vị ấy cũng là cái người làm những cái việc thiện nhiều, như là khi thấy những ai gặp những cái hoạn nạn gì, vị ấy thường dùng cái năng lực thần thông của mình để cứu giúp. Và vị ấy đã cứu sống được rất nhiều người khi gặp những cái hoạn nạn, như là có cái đoàn buôn đi trên sa mạc mà đang bị lạc đường, đói khát, sắp chết khô khan ở trên sa mạc, thì vị ấy dùng thần thông biến thành một cái con sông dẫn nước đến để cho cái đoàn người ấy được cứu sống. Và vị ấy cứu sống rất nhiều người bằng cái thần thông của mình như vậy. Đó là cái nhân mà sau này vị ấy có cái danh vọng rất là lớn ở cõi Phạm Thiên. Rồi khi chết ở cái cõi người ấy, vị ấy sinh về cõi Phạm Thiên. Vị ấy đã từng trải qua rất nhiều kiếp sinh ở cõi Phạm Thiên. Có kiếp vị ấy từng sinh ở cõi Tứ Thiền Quảng Quả Thiên, sống lâu tới 500 đại kiếp. Có kiếp vị ấy sinh ở cõi Biến Tịnh Thiên, có cái tuổi thọ bằng 64 đại kiếp trái đất ở thế gian. Rồi khi mà mệnh chung ở cõi Biến Tịnh Thiên ấy, thì vị ấy lại sinh về cõi Quang Âm Thiên, là cái cõi Nhị Thiền, và sống 8 đại kiếp trái đất ở thế gian này. Rồi khi mệnh chung ở cái cõi Quang Âm Thiên ấy, thì vị ấy sinh về cái cõi Đại Phạm Thiên, là cái cõi sơ thiền thấp kém thôi, không có gì cả. Vì khi mà vị ấy sinh về cái cõi Đại Phạm Thiên ấy, cõi về cõi Phạm Thiên ấy, thì đúng vào cái lúc mà cái trái đất này mới bị hủy hoại, rồi bắt đầu sinh khởi trở lại. Khi mà trái đất này bị hủy diệt, đến cái ngày tận thế hoại diệt bằng lửa, thì nó sẽ cháy đến hết cái cõi sơ thiền. Rồi sau đó cái trái đất khi mà hình thành trở lại thì bắt đầu lại hình thành lại từ cái cõi sơ thiền, rồi bắt đầu đến các cái cõi trời dục giới, đến cái cõi cái quả địa cầu này. Thì cái lúc ấy cái cõi Phạm Thiên bắt đầu được hình thành trở lại, thì cái vị Phạm Thiên Bắc Cá này cũng là cái lúc mệnh chung ở cái cõi Quang Âm Thiên và sinh xuống cái cõi sơ thiền, gọi là cái cõi Phạm Thiên ấy. Thì lúc ấy một mình vị ấy sinh ở đấy, chưa có ai sinh đến cả. Thì vị ấy sinh về đấy thì vị ấy lại
do nhiều đời nhiều kiếp sống cõi Phạm Thiên, cho nên cái tâm lý chủ quan không có tác ý hướng về ký ức quá khứ, nên vị không nhớ được mình ở đâu sinh về đây cả. Vị sống ở đấy lâu ngày quá, vị quên mất quá khứ và không nhớ là mình có cái kiếp trước ở cái cõi Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên gì nữa. Vị ấy cứ nghĩ rằng đây là cái cõi vĩnh hằng, đây là cái cõi thường hằng thường tồn, tức là cái cõi này nó trường tồn bất biến, không sinh không già, không bệnh không chết, không biến hoại không hoại diệt. Và vị ấy sống một mình ở đấy, vị ấy khởi nên một cái tư tưởng rằng ước gì bây giờ cũng có những cái chúng sinh khác sinh ra ở đây thì vui biết mấy. Khi mà vừa mới khởi lên cái tư tưởng như vậy, nó là một cái sự trùng lặp. Lúc ấy rất nhiều vị Phạm Thiên ở các cái cõi Phạm Thiên khác do hết tuổi thọ hóa sinh về đó. Vì hóa sinh về đó thì các vị ấy mở mắt ra nhìn thấy cái vị Phạm Thiên này mới hỏi thưa ngài đây là đâu thế. Thì cái vị Đại Phạm Thiên mắc cá này mới nói là ta vừa mới biến hóa ra các ngươi thôi. Vậy thì ta là Chúa Tể, ta là tối thượng tối tôn, ta là thượng đế, ta là biến bậc biến nhãn, bậc hóa sinh chủ, sáng tạo chủ, là tổ phụ của các ngươi, là ta biến hóa ra cái thế gian này, ta biến hóa ra các ngươi. Các ngươi là những cái con dân, thần dân của ta, phục vụ ta và theo mệnh lệnh của ta. Thì những cái rất nhiều những cái vị đại phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, vì các vị ấy sinh nên sau, và các vị ấy là những cái vị phạm chúng thiên, phạm phụ thiên thì có cái tuổi thọ nó ngắn hơn, tức là chỉ bằng 1/3 đại kiếp ấy, một nửa đại kiếp thôi. Còn cái vị đại phạm thiên thì sẽ sống tới một đại kiếp trái đất thôi, chứ cái tuổi thọ nó cũng chẳng phải là dài gì. Nhưng mà cái vị Bắc Cá này thì lại chủ quan nghĩ rằng đây là cõi vĩnh hằng, cõi thường tồn bất biến, và vị ấy tự tôn mình là thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, tối thượng tối tôn. Và rất nhiều cái vị ở cái cõi sống ở cái cõi Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên này, thì các vị ấy vì cái tuổi thọ ngắn cho nên là khi chết ở cái cõi đấy, một số sinh về cõi thiên giới, một số sinh về cõi người. Khi sinh về cõi thiên giới, các vị ấy một số người cũng nhớ lại được kiếp trước, mình có sống ở một cái cõi chư thiên, có ở một cái cõi rất là cao quý, cao thượng Phạm Thiên, ở đấy có một cái vị thượng đế, có một cái đấng sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, tối thượng tối tôn, là bậc để chúng ta tôn thờ. Chính vì vậy mà cái văn hóa này nó lan truyền xuống cả các cái cõi chư thiên dục giới, cho nên cũng rất nhiều các vị chư thiên người ta rất là kính ngưỡng cái vị Đại Phạm Thiên, và người ta coi các vị Đại Phạm Thiên ấy là Chúa Tể, là thần linh, là tối cao, là thượng đế, là sáng tạo chủ, hóa sinh chủ. Các vị chính vị ấy đã hóa ra cái thế gian, hóa ra cái thế giới, hóa ra tất cả chúng sinh ở thế gian này. Và một số thì khi hết mệnh chung ở đấy, các vị ấy sinh xuống cõi người. Và một số cái người ở cõi người này, người ta có cái phước, người ta nhớ lại được cái kiếp trước, người ta cũng tuyên truyền ra thế gian rằng có một cái cõi vĩnh hằng, có một cái cõi thiên giới, thiên đàng. Cái cõi thiên đàng ấy có một cái đấng thượng đế, có một cái đấng toàn năng, toàn quyền. Vị ấy là người đã sáng tạo ra cái thế gian, đã hóa sinh ra tất cả chúng sinh ở thế gian này. Vị ấy là sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, là thượng đế tối tôn toàn năng. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, không cái gì không cái gì không biết, cái gì không thấy. Thì đó là một cái văn hóa này, nó cũng lan truyền xuống cái cõi người này. Mà từ ngàn ngàn năm xưa ở cái đất nước Ấn Độ cũng vậy, rất rất nhiều các cái tôn giáo tập tục, người ta luôn tôn thờ thượng đế, và người ta luôn luôn có cái sự nguyện cầu khi mệnh chung được sinh về với thượng đế, với mà toàn năng tối tôn này. Và rất nhiều các cái tôn giáo ở thế gian thời hiện tại bây giờ cũng vậy, người ta luôn luôn có cái đề cao thượng đế, tôn thờ thượng đế, và người ta có tư tưởng học thuyết cho rằng chính cái vị thượng đế ấy là cái người đã sáng tạo và đã tạo ra cái thế giới, tạo ra cái thế gian, và đã tạo ra con người, tạo ra muôn loài, muôn vật ở thế gian. Và người ta rất là tôn thờ, kính ngưỡng cái vị thượng đế ấy, và người ta mong rằng khi chết thì người ta được sinh về cái cõi thiên đàng ấy, là cái cõi sống vĩnh hằng, là cái cõi sống dài lâu, không bao giờ bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Đấy là chính vì vậy cho nên là cái văn hóa này nó cũng có cái ảnh hưởng rất là thâm sâu, sâu rộng ở cái cõi thế gian. Thì chính vì Đức Phật biết được cái cội nguồn, biết được cái nguyên nhân, biết được cái tà kiến ấy,
nó có cái ảnh hưởng lớn đối với thế gian, đối với chư thiên và nhân loại. Cho nên Đức Phật muốn đả phá cái tà kiến này, muốn khai mở cái chánh kiến cho các vị phạm thiên, chư thiên và nhân loại để mà từ bỏ đi những cái quan điểm tà kiến mê lầm, nầm nạc ấy. Cho nên Đức Phật đã đến tận cái cõi phạm thiên, trực tiếp gặp cái vị phạm thiên Bắc Cá này để nói, để thuyết giảng, để giải thích cho cái vị ấy bỏ cái tà kiến ấy và khởi nên cái chánh tri kiến, khởi nên cái sự hiểu biết đúng. Chính vì vậy nên Đức Phật đã đến cái cõi phạm thiên. Rồi này các tỳ kheo, phạm thiên Bắc Cá thấy ta từ xa đến, sau khi thấy nói với ta: hãy đến tôn giả, thiện nai tôn giả, đã lâu nay tôn giả mới có dịp đến đây. Nay tôn giả, cái này là toàn diện, cái này thường hằng, cái này thường tại, cái này toàn diện, cái này không biến hoại, cái này không sanh, không già, không bệnh, không chết, không diệt, không khởi, ngoài cái này đã không có cái nào khác. Cái vị đại phạm thiên này lúc nào cũng có cái tư tưởng tuyên truyền, cái tư tưởng của mình, muốn để cho mọi người kính ngưỡng mình, tôn thờ mình, coi mình như là một cái đấng thượng đế toàn năng toàn quyền như vậy. Cho nên gặp ai vị ấy cũng truyền bá cái tư tưởng ấy như là một cái nhà truyền đạo rất là tích cực vậy. Gặp ai vị ấy cũng nói như thế để vị ấy muốn gieo rắc cái tư tưởng cho rằng cái cõi này của vị ấy đang sống là cõi vĩnh hằng, và vị ấy là một cái vị thượng đế tối tôn ở cái thế gian ấy, để cho mọi người tôn ngưỡng, kính ngưỡng, tôn thờ vị ấy như một đấng thượng đế tối cao. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, khi nói vậy, này các tỳ kheo, ta nói với phạm thiên Bắc Cá, thật sự phạm thiên Bắc Cá bị chìm đắm trong vô minh, thật sự phạm thiên Bắc Cá bị chìm đắm trong vô minh. Khi cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường tại lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại nói là toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, có già, có diệt, có khởi lại nói là không sanh, không già, không diệt, không khởi, có một cái giải thoát khác hơn lại nói là không có giải thoát nào khác hơn. Ta biết cái quá khứ của ông, ta biết ông từ đâu mà sinh về cái cõi này, ta biết sự vinh quang của ông. Và lúc ấy Đức Phật mới nói cho cái vị phạm thiên Bắc Cá này biết về những cái tiền kiếp của mình, biết về những cái đời quá khứ của mình, là ông đã từ cái cõi nào mà sinh về đây, ông đã từ cái cõi Quang Âm Thiên mà về, từ cõi Biến Tịnh Thiên, từ cõi Quảng Quả Thiên, những cái cõi ấy còn cao thượng hơn, còn thù thắng hơn, còn vinh quang hơn. Mà cái lúc đấy thì ông còn không chấp thủ vào đấy, ông không khởi nên cái ác tà kiến, huống chi bây giờ sinh về một cái cõi thấp kém này, một cái cõi phạm thiên thấp nhất trong các cõi phạm thiên, thế mà lại sinh ra cái ác tà kiến cho rằng đây là cõi thường hằng vĩnh hằng, thường trú mãi, và có cái chấp thủ vào đó. Rồi Đức Phật nói rằng: này tỳ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự vinh quang của ta. Đấy là phạm thiên Bắc Cá nói: này tỳ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự vinh quang của ta. Phạm thiên Bắc Cá có thần lực như vậy, phạm thiên Bắc Cá có quyền lực như vậy, phạm thiên Bắc Cá có uy lực như vậy, như một nhật nguyệt lưu chuyển sáng chói khắp mười phương, như vậy mười thiên giới dưới uy lực của ông. Ông có biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến và hữu tình. Như vậy này phạm thiên, ta biết chỗ sanh thú và sự vinh quang của ông. Phạm thiên Bắc Cá có thần lực như vậy, có uy quyền như vậy, có uy lực như vậy. Phạm thiên Bắc Cá, này phạm thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, ông không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Có chư thiên tên là Quang Âm Thiên, từ ở cái cõi này mà ông chết rồi sinh về cái cõi này. Đấy là lúc ấy Đức Phật mới nói rõ cho về cái tiền kiếp của ông. Ông từ cái cõi Quang Âm Thiên là cái cõi nhị thiền, cái cõi này sống tới tám đại kiếp, rồi ông chết ở cái cõi đấy nên mới sinh về cái cõi Phạm Thiên này. Rồi Đức Phật lại nói rằng: ta biết có chúng sinh như vậy, ông không nhớ được, vì ông an trú ở đây quá lâu ngày cho nên ông quên mất, ông nhớ được, do đó ông không biết, ông không thấy, còn ta biết, ta thấy. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng với ông về thượng trí, huống chí là thấp hơn. Thế là vì vị Phạm Thiên này muốn Đức Phật là cũng hãy quy kính mình, hãy làm cái con dân thấp bé của mình. Thì lúc ấy Đức Phật phản đối: ta còn biết nhiều hơn ông, trí tuệ thù thắng hơn ông, biết cả tiền kiếp của ông, ta không ngang hàng với ông, huống chi này ta lại phải chịu thất bé hơn ông hay sao. Rồi Đức Phật nói là: do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên,
lại có một chư thiên tên là Biến Tịnh Thiên, lại có chư thiên là Quảng Quả Thiên mà ông không biết, ông không thấy. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang ông bằng thượng trí hôm nữa là thấp hơn, do vậy ta thủ thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết địa đại, từ địa đại cho đến giới vức của địa đại. Ta không lãnh thọ địa đại, do ta biết địa đại. Ta không nghĩ địa đại là của ta, và ta không ở trong địa đại. Như vậy này Phạm Thiên, ta không chịu ngang hàng ông về thượng trí hôm kia còn thấp hơn, do vậy ta thủ thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng thinh, chư thiên, sanh chủ, quang âm thiên, và biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả. Này Phạm Thiên, ta biết tất cả, là tất cả, cho đến giới vức của tất cả. Ta không lãnh thọ nhất thiết tánh, ta không nghĩ ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta từ tất cả là của ta, và ta không tôn trọng tất cả. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng với ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn ông, do vậy ta thủ thắng hơn ông. Đây là Đức Phật nói rằng tất cả những cái sắc thân, dù là những cái sắc thân vi tế ở cái cõi nhân gian đất nước lửa gió này, thì những cái chúng sinh ở cái cõi này cũng chỉ là một cái nhân duyên, nó duyên hợp của cái thân đất nước lửa gió và của cái tâm thức thọ tưởng hành thức, mà nó thành những cái chúng sinh do không tuệ chi, không liễu chi, không thấy được các sự thật, cho nên chúng sinh mới chấp cái thân tứ đại ấy là ta, là của ta, tự ngã của ta. Do cái trí tuệ giác ngộ nên Đức Phật thấy như vậy. Thì chúng sinh ở cõi nhân gian cũng vậy, ở cõi thấp kém địa ngục ngã quỷ súc sinh cũng vậy, ở cõi thiên giới có cái thân thù thắng hơn loài người, nhưng cũng thế, cũng là sắc thọ tưởng hành thức mà thôi. Cả những cái chúng sinh ở cõi Phạm Thiên thù thắng hơn chư thiên đấy, cao quý cao thượng hơn đấy, nhưng cũng chỉ là cái thân tứ đại đất nước nửa gió và là cái thọ tưởng hành thức. Và Đức Phật thấy được cái sắc ấy, thấy được cái sự tập khởi nguyên nhân nó sinh ra, thấy được cái sự diệt đi của nó và cái con đường đưa đến diệt của cái sắc ấy, của cái thọ, của cái tưởng ấy, cho nên Ngài hoàn toàn liễu chi, hoàn toàn thấy ra được các cái sự thật mà cái vị Đại Phạm Thiên này không hề thấy, không hề biết, không hề có cái trí tuệ ấy, cho nên vị ấy không đi đến, vị ấy mới có cái sự, cái quan điểm tà kiến, cái sự chấp trước như vậy. Thì Đức Phật đã giảng giải, đã giải thích như vậy, vì Đức Phật không còn tham ái, không còn chấp trước đối với bất cứ một cái sinh hữu nào, dù đó là cái cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cho nên là có lần Đức Phật nói rằng là có một chút máu cũng hôi tanh, một chút mủ cũng hôi tanh, một chút nước tiểu cũng hôi tanh. Như vậy nếu như mà còn có một chút tham về cái sự sống, còn có một chút tham cầu tái sinh thì là còn cấu uế. Như là vì mình còn tham cầu tái sinh là mình còn tham muốn có cái thân tứ đại này, có cái thân sinh già bệnh chết này, mà cái thân này nó có máu, có mủ, có nước tiểu, có phân, có những cái thứ hôi tanh ô uế mà mình lại không nhận thức ra được nó, mà lại tham đắm, lại ưa thích, lại đắm nhiễm vào nó. Cho nên cái sự ưa thích đối với địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại là ưa thích với cái sắc thân này, đấy là một cái nguyên nhân của cái, đấy là cái vô minh, đấy là cái tà kiến, đấy là tham ái, đấy là chấp thủ. Chỉ có ngày nào từ bỏ, buông bỏ, xả bỏ được hết những cái điều đó thì mới đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đức Phật nói này tôn giả, đối với tất cả, nếu tôn giả không lãnh thọ nhất thiết tánh, cái này là Phạm Thiên Bắc Cá nói với Đức Phật, nếu tôn giả đã không lãnh thọ tất cả những cái tánh ấy thì đối với tôn giả trở thành trống không, trống rỗng, thức là phi sở kiến, không biên tế, chói sáng tất cả. Nếu không thể lãnh thọ địa đại, ngang qua địa tánh, ngang qua thủy tánh, hỏa tánh, phong tánh, không thể lãnh thọ chúng sinh qua chúng sinh tánh, không thể lãnh thọ chư thiên qua chư thiên tánh, không thể lãnh thọ sanh chủ qua sanh chủ, không thể lãnh thọ Phạm Thiên qua Phạm Thiên, quang âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả qua nhất thiết tánh. Như vậy này tôn giả, đấy là cái vị Phạm Thiên Bắc Cá này vẫn cứ tiếp tục cố cãi phản bác lại cái quan điểm của Đức Phật, nói rằng nếu như một cái người mà không có chấp nhận cái sắc thân này là sắc thân, không có chấp nhận chúng sinh là chúng sinh, chư thiên là chư thiên, Phạm Thiên là Phạm Thiên,
thì đó là một sự trống không, rỗng không, không có cái gì để cho cái thức này nó an trú cả. Thế là cái tức là một cái quan điểm của Đức Phật là dứt cái sinh hữu, chấm dứt cái sự tái sinh. Còn một cái quan điểm thì bám chấp vào những cái nguyên nhân, bám chấp vào cái thân, bám chấp vào cái sanh hữu, bám chấp vào cái sự tái sinh. Hai cái quan điểm, hai cái tư tưởng khác nhau, đối ngược nhau hoàn toàn như vậy. Thì đó là cái quan điểm của cái vị Phạm Thiên Bát Cá này. Thì lúc đấy Phạm Thiên Bát Cá này cãi không được, nói lý không được thì mới khởi lên cái tư tưởng đó là dùng thần thông, giống như là muốn trốn chạy, muốn biến mất khỏi cái chỗ đấy. Vì biết rằng là vì ấy không thể nói lại được cái quan điểm, cái tư tưởng, cái chi kiến, cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên lúc này cái vị Phạm Thiên Bát Cá nói rằng: này Tôn giả, ta sẽ biến mất trước mặt Tôn giả. Rồi lúc đấy Đức Phật nói: này Phạm Thiên, hãy biến đi trước mặt ta nếu ông có thể biến được. Nhưng lúc đấy Đức Phật đã dùng một cái loại thần thông ngăn che cho cái vị Phạm Thiên này không biến đi được. Mặc dù vị ấy nói ra như vậy nhưng vị ấy không thể biến đi được. Vị ấy cứ hiện hữu chơ chơ ra đấy và cảm thấy rất là hổ thẹn vì đã không làm được cái điều mình nói. Lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: Phạm Thiên Bát Cá không thể biến mất trước mặt ta này các tỳ kheo. Khi nói ta nói với Phạm Thiên Bát Cá rằng: này Phạm Thiên, bây giờ ta sẽ biến mất trước mặt ông. Rồi Phạm Thiên Bát Cá nói: vậy Tôn giả hãy biến đi nếu như ngài có thể làm được. Rồi các tỳ kheo: ta thực hiện một loại thần thông như sau, hãy để Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, các Phạm Thiên quyến thuộc nghe tiếng của ta nhưng không thấy ta, rồi ta biến mất và nói nên bài kệ như sau: thấy nguy hiểm trong hữu, từ hữu tìm phi hữu, ta không tôn trọng hữu, không hỷ không chấp trước. Đấy là nói nên một cái bài kệ mà tất cả cái cõi Phạm Thiên đấy đều nghe được, mặc dù đều không thấy ngài, nhưng cả Đại Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên và Phạm Thụ Thiên, các Phạm Thiên quyến thuộc đều nghe được cái âm thanh ấy, đều nghe được cái tư tưởng, cái lời nói ấy. Cái lời nói ấy đã thức tỉnh tất cả chúng sinh ở cõi Phạm Thiên ấy, làm cho tất cả chúng sinh ở cõi Phạm Thiên ấy giác ngộ ra sự thật. Và cái bài kệ này làm cho vô số các cái vị Phạm Thiên chứng đắc đạo quả, vì đã giác ngộ ra sự thật, đã từ bỏ được cái tà kiến mà từ xưa đến nay cái vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên Bát Cá này đã mê hoặc cả tất cả chúng sinh ở cái cõi đó, cho rằng cái cõi này thường hằng, thường tồn tại, vĩnh viễn, không có sinh già bệnh chết gì cả. Nhưng mà Đức Phật đã nói nên rằng: thấy nguy hiểm trong các hữu, tất cả những cái cõi sống nào cũng vậy, đã có cái sự hiện hữu, có cái thân này thì sẽ có sinh ra, phải có diệt đi, nó có cái sự vô thường, có cái khổ, có cái vô ngã, chứ nó không có cái thường lạc ngã tịnh như các vị ấy từng tưởng tượng từ trước đến giờ, quan điểm từ trước đến giờ, nhưng mà rồi đến lúc vẫn cứ chết chứ không thể sống mãi được. Mà các vị ấy lại cứ tưởng rằng cái cõi này là sống mãi không chết, vị ấy vẫn có sinh ra, có chết đi. Ngay cả cái vị Phạm Thiên Bát Cá này cũng thế. Cái lúc ấy tuổi thọ các vị, cái vị này cũng đã, Đức Phật cũng biết được là cái tuổi thọ vị này cũng chẳng còn đáng bao lâu, giống một đại kiếp, nhưng mà đã sống gần hết cái tuổi thọ rồi, thế mà vẫn còn cứ bám chấp cho rằng cõi này là cõi vĩnh hằng, cõi này là cõi thiên đàng, cõi này là cõi không có sinh, không có diệt. Cho nên là các vị, rất nhiều vị khác cũng có quan điểm tư tưởng như vậy, nhưng khi Đức Phật nói lên cái bài kệ này thì rất nhiều Phạm Thiên đã thức tỉnh, đã giác ngộ, đã thấy ra được cái sự thật, từ hữu tìm phi hữu, từ cái sanh già bệnh chết này tìm cái vô sanh, vô già, vô bệnh, vô chết. Thì đấy mới là cái giáo pháp, đấy là quan điểm, đấy là cái tư tưởng của Đức Phật. Ta không tôn trọng hữu, không hỷ không chấp trước, ta không có tham đắm đối với những cái sự sinh ra, vì sinh ra thì phải có chết đi, không có tham ái, không có chấp thủ với bất cứ một cái cõi nào trong các cõi hiện hữu ở trong tam giới này. Rồi này các tỳ kheo, Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Thiên quyến thuộc tâm sinh hoan hỷ vi diệu và hy hữu và nói nên như sau: thật vi diệu thay chư Tôn giả, thật hy hữu thay chư Tôn giả, đại thần lực, đại uy lực của Sa-môn Gotama thật sự từ trước đến nay chưa từng được thấy, chưa từng nghe. Sa-môn Gotama hay Bà Nam Môn nào khác có đại thần lực, đại uy lực như Sa-môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đối với quần chúng ái trước hữu, nạc nhiễm,
hoan hỷ đối với hữu Sa Môn Gotama đã nhổ nên tận gốc rễ, ngộ nên tất cả tận gốc rễ.